Carragher, Haaland đã sai khi tới Man City. Tôi nghĩ chúng ta chỉ nhìn thấy 60% năng lực của Erling Haaland ở thời điểm này. Jamie Carragher nhận định sau thất bại của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola trước Tottenham với tỷ số 1-0 vào rạng sáng nay. Haaland có thể đã thật sự chọn sai đội bóng để phát huy tốt nhất khả năng của mình. Chúng ta không nhìn thấy những phẩm chất tuyệt nhất của Haaland nữa, cựu danh thủ Liverpool khẳng định. Theo Carragher, Haaland có thể ghi tới 25 bàn chỉ sau nửa mùa, nhưng vấn đề là The Citizens để thủng lưới nhiều hơn và dễ bị tổn thương bởi những pha phản công hơn. Man City là một đội khác và kém hơn với Haaland, nhưng đó không phải là lỗi của cậu ấy. Đội bóng của Pep Guardiola xây dựng lối chơi chậm rãi, đẩy đối phương về sát vùng cấm thay vì kiểu đưa bóng nhanh từ đầu này sang đầu kia sân. Haaland khó có thể phát huy hết khả năng trong màu áo Man City, Carragher kết luận. Từ khi khoác áo nửa xanh thành Manchester, đây là lần đầu chân sút người Na Uy kết thúc 90 phút mà không có nổi cú sút về phía khung thành đối phương. Lần gần nhất Haaland có thành tích tương tự đã là từ tháng 9 năm 2020 trong trận đấu giữa đội bóng cũ Dortmund và MSV Duisburg. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!